Chào các bạn đến kênh xe phong cách 24 giờ. Accenter 2010 phong cách bắt đậm chất chơi và cá tính. Đến hiện nay nhiều người đam mê dòng Accenter vẫn thích kiểu dáng khoan gọn cũng như máy móc bền bỉ của chiếc Accenter 2010 trở về trước. Mặc dù có sự góp mặt của chiếc S2011 đã làm điên đảo cái tín đồ chơi xe từ trước, nhất là chiếc khi làm mưa làm gió nhất Accenter trên 50 hiện nay. Accenter 2010 độ phong cách của dân chơi Việt. Nhiều tín đồ chơi xe hiện nay vẫn còn sở hữu chiếc xế huyền thoại này và đã cá nhân hóa chiếc xe trở nên cá tính và phong cách hơn như chiếc Accenter 2010 đổi dưới đây. Chiếc xe được khoác lên mình bộ tem đấu phong cách Spark Thái với tông màu đỏ đen đầy cứng cáp và mạnh mẽ. Xe được nâng cấp và thay đổi đôi chút những chi tiết đồ chơi như cụm đồng hồ Casio chiếc S2010 thể thao và hiện đại. Dàn chân được thay thế bằng bộ bánh căm niền màu vàng, niền nhôm Racing Boy nhẹ nhàng, nâng cấp hệ thống phanh với heo Rebel 2 bit đối xứng với đĩa gây phơ. Giảm sóc cũng được độ lại với phục Racing Boy đầy cứng cáp. Xe được trang bị phanh xa với heo Rebel hàng hiệu. Ống xả cũng được thay thế bằng chiếc S2011. Một bản độ đầy phong cách và cá tính. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này. Hẹn lại ở clip tiếp. Nhớ like hoặc share và subscribe.